Xin chào các bác nhé, chào các bác đã quay lại kênh của em. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 6, đó là video của em trong tháng 6 đầu tiên. Thì với nội dung video hôm nay em có một số sản phẩm em hôm qua đi bãi về cũng lấy được ít, nhưng mà nó ít lắm các bác ạ, không có nhiều đâu. Chỉ có vài món, nó cũng không xa lạ gì nhiều với các bác đâu. Bởi vì em bán những cái gì các bác biết rồi. Thì em đang có khoảng 10 bộ bánh xe đâu bác nhá. Bánh xe đợt này xong, đợt này chắc là cũng không còn nữa đâu bác. Đó, chắc là lâu về sau mới có nữa, hết rồi. Đó, thì bánh xe này của nó là bánh xe của Nhật các bác nhá. Có hàng bãi về. Thì đây đang có 4 bánh, một bộ nó có 4 bánh. Đó, bánh của nó thì bánh nó xài rồi nhưng mà nhìn vẫn còn đẹp các bác nhá. Chứ không phải là bánh xài vỡ viết rồi đâu bác nhá. Đó, thì mỗi bánh xe này của nó một bộ thì nó có 2 bánh thường và 2 bánh khóa. Đó. Đây này là khóa bánh xe bác nhá. Đó. Khóa nó bác không cựa bánh xe được, này bác gắn ở đằng đầu hoặc đằng đuôi thì tùy các bác. Đó. Thì cái bánh này của nó thì nó không có sạc bạc đạn ở bên trong á. Đó. Nên các bác yên tâm, ví dụ vận chuyển trên đường mưa nước. Đó. Nên không sợ bị sét hư bạc đạn. Bánh đường kính nó cao 10 cm các bác nhá. Đó, rất là cao. Đó, thì một bộ này nó có 4 bánh thì nó giá nó 200.000. Chưa bao gồm vận chuyển. Đó, các bác nào mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại bên trên màn hình. Đó, thì nó chỉ còn có 10 bộ thôi các bác nhé, không có nhiều đâu. Trước em có về nhiều, em có bác ngoài nghe em bác lấy hết rồi. Chứ bánh xe đó các bác chẳng mua được đâu, 50.000 một cái đâu ạ. Đây em có con bắn vít này. Đó, bắt vít này. Nó dành cho điện tử cái gì, nó nhìn thấy nó có một chiều. Không biết mục đích chính là nó xài cái gì đó. Đó, máy đang chạy các bác nhá, nó có số 1, số 2, số 3, số 4 nhá. Đó. Thì con này thì nó cũng của Nhật sản xuất này. Đó, Tokyo này đó. Đây nó có số này, đó 1 này, 2, 3, 4 này. Đó, 4 thì nó mạnh hơn. Đó. Điện 100V các bác nhá. Đây, hãng của nó đây. Đó, các bác về nghiên cứu nhá. Em giá bán giá nó chỉ 450 thôi các bác nhá. Đó, giá cho các bác về mày mò chế biến tham khảo. Đó, giá 450 các bác nhá. Cái sợi dây vít của nó dài khoảng gần 2 m các bác nhá. Thì đây tiếp theo em có một cái này sạc bình nha. Đó, máy nó còn rất mới các bác nhá. Nó có chức năng kích cả bình nữa. SB600D. Mà giá nó chỉ có 700 thôi bác nhá. Đó. Bác thấy thì tham khảo. Đó, được thì mua. Các bác mua ở ngoài một con bao nhiêu tiền sạc bình các bác biết là các bác biết rồi. Đó. Nói chung là em không phải nói nhiều. Cái này của Nhật, điện 100V nhá. Đây cầu chì của nó này, quá tải nó sẽ ngắt hoặc là chập gì đó, nó sẽ đứt cầu chì. Đây chức năng đây trên này sạc bình và gạt xuống dưới là kích bình. Đó. 6 đến 12V, đó nó có hai chức năng. Đây là của Yoshida sản xuất các bác nhá. Nó rất là nặng các bác nhá. Đó, thân nó bằng sắt này. Thì chỗ miếng nhựa này vỡ một xíu này, là bên này còn nguyên cái mềm vỡ một tí này, cho nó vận chuyển. Còn cái này thì các bác khỏi chê nhá, nó còn rất là mới. Đó, các bác nhìn là các bác biết nó rồi. Đó. Đây nó có cả số lô sản xuất của nó nữa. Hai cái kẹp của nó còn rất là mới các bác nhá. Đó. Em nghĩ cái này nó cũng chưa không có xài tới đâu. Đó. Đó, bật điện này. Em thử cho các bác nhá. Nó là 700 bác nhá. Đó, em đang chỗ 12V nữa bác nhá. Các bác nhìn này. Đó. Gạt thành 6V. Đó, 6V các bác nhá. Đó. Nói chung là nó hoạt động đầy đủ chức năng các bác nhá. Đó. Các bác nào mua thì nhanh tay. Có 700.000 thôi. Đó. Bác mua ở ngoài một cái sạc bình bao tiền các bác biết rồi. Đây của Nhật các bác nhá, rất là nặng. Nó có chức năng kích bình các bác nhá. Lưu ý kích được cả bình. Con này giá 300 các bác nhá. Đầu kẹp nó 10 mini. Có đầy đủ phụ tùng luôn các bác nhá. Đó, có tay cầm các bác nhá. Đó, đầu kẹp còn rất là mới các bác nhá. Cái này về em các bác chỉ cần lấy giấy nhám loại mà mịn mịn ấy, các bác để ở đây, bác để nó quay, bác để tay vào. Thì ra sáng bóng như đầu mới luôn. Có đồ mở các bác nhá. Mấy con khoan mà nó có vỏ nhôm là nó ít con có đảo chiều các bác nhá. Các bác cứ lưu ý là khoan vỏ nhôm không có đảo chiều, thế là dễ nhất.
không sợ hiểu lầm. Con này con bán vít nhá, giá 280, công suất rất là mạnh. Đó, đây. Nó không được tốc các bác nhá. Ai bán quen con loại này thì mua. Đó, máy thì còn rất là đẹp các bác nhá. Thì nó dính mưa thì nó han gì ở đây thôi. Đó, nói chung là không ảnh hưởng gì. Đó, nhìn cái tem của Makita còn rất là mới nhá. 2.500 vòng một phút. Đó, đảo chiều dưới các bác nhá. Các bác nhấn xuống thì vít mới chạy nhá. Đó, đảo chiều nằm dưới đó. Đó, đảo chiều nằm dưới thân đó. Giá nó là 280 thôi nhá. Bác nhanh tay 280 thôi. Vít thì có lúc này lúc kia. Lúc kia là do là em mua chỗ này và mua chỗ khác, không phải chỗ nào cũng bán chỗ nào đâu. Các bác cứ đi mua hàng các bác biết, các bác mua đại lý này giá khác mà mua chỗ đại lý kia giá khác, không có chỗ nào đại lý là giá giống nhau hết đấy. Thì con này 500 vòng một phút. Đó, con này thì nó mất mất cái có một chụp ngoài nhỏ chỗ này nhưng không